quý cô, các bác, các anh, các chị. Hôm nay giới thiệu mọi người, đây là một sản phẩm nước bổ gan của Hàn Quốc. Đó, một sản phẩm cực kỳ tốt và nổi tiếng tại Hàn Quốc, đó là nước bổ gan. Công dụng của nước bổ gan này có chức năng chính là giải độc gan. Sau khi uống quá nhiều rượu bia, gan không thể kịp thời sản xuất đủ số lượng men cần thiết để chuyển hóa giải độc. Rượu bia sẽ ứ đọng lại trong cơ thể và gây độc cho các cơ quan khác như hệ thần kinh, mắt và đặc biệt là gan. Đây chính là lý do khiến cơ thể bị mệt mỏi, đau đầu, tức ngực. Đó. Thì đó. Đây là uống hộp bổ gan. Bên trong gồm có 6 hộp. 6 hộp nhỏ. Và mỗi hộp nhỏ này sẽ có 10 gói. 10 gói. Sorry, có 5 gói. Hộp nhỏ này có 5 gói. Mỗi gói có 70ml. Thành phần chính của nước bổ gan này thì gồm có quả khung khiếng. Đó. Chất chiết cây dong và chất chiết cây táo. Hẳn là mình nhìn cái trên này có cây dong. Quả khung khiếng chắc ở đây à. Các cô, các bác, các anh, các chị quan tâm đến sản phẩm vui lòng inbox trực tiếp ở Facebook, website hoặc đến trực tiếp địa chỉ 264 Nguyễn Văn Thiều, thành phố Bắc Ninh, hoặc gọi qua số hotline 0961 936 536. Em xin cảm ơn.